Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha cho biết nền kinh tế này đang hồi phục và có thể tự trang trải nợ nần vào giữa năm 2014, khi mà gói viện trợ quốc tế hết hạn. Bồ Đào Nha đang thoát khỏi suy thoái. Nền kinh tế của chúng tôi là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Âu trong quý II. Số liệu báo cáo quý ba cũng sắp được công bố. Quý II năm 2013, Bồ Đào Nha tăng trưởng kinh tế ở mức 1,1%. Nước này đang tìm kiếm phương cách để có thể tự chủ tài chính và không phải cầu cứu viện trợ từ quốc tế từ giữa năm sau. Đó là thời điểm mà gói viện trợ nước này từng nhận được hết hạn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra không tự tin như là chính phủ Bồ Đào Nha. Bộ trưởng Lima thừa nhận Bồ Đào Nha đang vấp phải những quan ngại từ phía cộng đồng quốc tế. Nhưng ông này bác bỏ những lo lắng theo hướng tiêu cực về tương lai của nước này. Chính phủ Bồ Đào Nha tự tin rằng nước này sẽ đạt được mục tiêu theo một ngân sách 4% GDP vào năm sau, dù cho phải đối mặt với những phản đối từ phía tòa án hiến pháp. Tòa án hiến pháp Bồ Đào Nha cho rằng nước này đã vi phạm hiến pháp khi có quá nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu khắc khe. Bộ trưởng Lima cũng cho biết nước này đang lên kế hoạch bán trái phiếu để huy động nguồn vốn ngân sách cần thiết cho năm sau, dự kiến vào khoảng hơn 8 tỷ euro, tương đương 11 tỷ đô la Mỹ. Hiện Bộ trưởng Lima đang ở London trong chiến dịch kêu gọi đầu tư vào Bồ Đào Nha.